Báo tuyết, linh hồn bí ẩn của núi cao. Báo tuyết, Panthera anxia, đôi khi được gọi là báo tuyết ma bởi sự bí ẩn và tính chất khó nắm bắt của chúng, là một trong những loài thú săn mồi ấn tượng nhất trên hành tinh. Chúng sinh sống trong các vùng núi cao, lạnh giá và khắc nghiệt nhất của thế giới, từ dãy Himalaya vĩ đại đến các ngọn núi Altai hoang sơ. Báo tuyết không chỉ nổi bật bởi ngoại hình tuyệt đẹp mà còn bởi khả năng sinh tồn đầy ấn tượng trong những môi trường khắc nghiệt. Bài viết này sẽ đưa chúng ta vào thế giới của báo tuyết, khám phá những khía cạnh độc đáo về ngoại hình, hành vi, môi trường sống, những thách thức mà chúng phải đối mặt và các nỗ lực bảo tồn. Ngoại hình và thích nghi đặc biệt của báo tuyết. Một trong những lý do khiến báo tuyết trở thành biểu tượng của sự huyền bí và vẻ đẹp của thiên nhiên là ngoại hình độc đáo của chúng. Báo tuyết có một bộ lông dày, mềm mịn, màu xám nhạt hoặc xám bạc, với các đốm đen bao phủ khắp cơ thể, giúp chúng dễ dàng ngụy trang trong môi trường núi non phủ tuyết. Các đốm hoa văn này không chỉ tạo nên vẻ ngoài uy nghiêm mà còn có vai trò quan trọng trong việc giúp chúng hòa mình vào cảnh quan xung quanh để không bị phát hiện bởi con mồi và kẻ thù. Bộ lông của báo tuyết không chỉ giúp chúng ngụy trang mà còn có chức năng giữ ấm trong những môi trường cực kỳ lạnh giá. Với nhiệt độ ở các vùng núi cao thường xuyên xuống dưới mức đóng băng, báo tuyết phải có một hệ thống bảo vệ nhiệt tốt. Lớp lông dày và rậm này là yếu tố then chốt, giúp chúng duy trì nhiệt độ cơ thể trong suốt mùa đông khắc nghiệt. Đặc biệt, lớp lông dưới bụng của chúng dày hơn nhiều so với phần trên, giúp bảo vệ cơ thể khi chúng nằm hoặc ngồi trên băng tuyết lạnh giá. Đuôi của báo tuyết cũng đóng vai trò rất quan trọng trong sự thích nghi với môi trường sống khắc nghiệt. Đuôi của chúng rất dài, thường chiếm đến 75% chiều dài cơ thể, với lông dày bao phủ. Đuôi không chỉ giúp báo tuyết giữ thăng bằng khi leo trèo trên các vách đá hay di chuyển trên địa hình dốc đứng mà còn được sử dụng như một chiếc chăn để quấn quanh cơ thể khi ngủ, giúp giữ ấm trong những đêm lạnh buốt. Phân bố địa lý và môi trường sống. Báo tuyết được tìm thấy ở nhiều vùng núi cao trên khắp Trung Á, bao gồm các nước như Afghanistan, Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Nepal, Pakistan, Nga và Tajikistan. Chúng sống chủ yếu ở các dãy núi như Himalaya, Karakoram, Hindu Kush, Pamir và Tian Shan, những khu vực nổi tiếng với địa hình hiểm trở và khí hậu cực kỳ lạnh giá. Báo tuyết thường sinh sống ở độ cao từ 3.000 đến 5.000 mét so với mực nước biển, nơi mà lượng oxy thấp và nhiệt độ có thể giảm xuống rất thấp vào mùa đông. Những ngọn núi này có địa hình cực kỳ gồ ghề, với các vách đá dốc và khe núi sâu, điều này làm cho việc sinh tồn tại đây trở nên khó khăn. Tuy nhiên, báo tuyết đã tiến hóa để thích nghi hoàn hảo với những điều kiện khắc nghiệt này. Chúng thích những khu vực có nhiều đá và khe núi để ẩn náu, nơi mà chúng có thể dễ dàng săn mồi và tránh bị kẻ thù phát hiện. Một khía cạnh thú vị về môi trường sống của báo tuyết là sự phụ thuộc vào con mồi lớn như dê núi, Capra spp, và cừu hoang, Ovis spp. Những loài động vật này cũng sống ở các khu vực núi cao và có khả năng thích nghi với địa hình khó khăn. Báo tuyết và con mồi của chúng tạo thành một hệ sinh thái độc đáo, nơi mà sự tồn tại của báo tuyết phụ thuộc vào sự phong phú của các loài thú lớn. Khi số lượng con mồi giảm do sự săn bắt quá mức hoặc mất môi trường sống, báo tuyết cũng phải đối mặt với những thách thức lớn. Tập tính săn mồi và cách sinh sống. Báo tuyết là một loài săn mồi đơn độc, thường hoạt động về đêm hoặc lúc bình minh và hoàng hôn, khi ánh sáng yếu giúp chúng dễ dàng ngụy trang và tiếp cận con mồi mà không bị phát hiện. Khả năng săn mồi của báo tuyết là điều đáng kinh ngạc. Chúng có thể nhảy xa tới 15 mét, sử dụng cả sức mạnh và tốc độ để tấn công bất ngờ. Phương pháp săn mồi của báo tuyết chủ yếu dựa vào sự kiên nhẫn và khả năng tiếp cận con mồi một cách âm thầm. Chúng thường theo dõi con mồi từ xa, chờ đợi thời điểm thích hợp trước khi tấn công. Con mồi phổ biến của báo tuyết bao gồm các loài động vật lớn như dê núi, cừu hoang, linh dương và thậm chí đôi khi là các loài chim lớn. Khi nguồn thức ăn khan hiếm, báo tuyết cũng có thể săn bắt các loài động vật nhỏ hơn như thỏ, chuột và chim. Một khi đã bắt được con mồi, báo tuyết thường kéo con mồi vào một vị trí an toàn, chẳng hạn như các khe đá hoặc hẻm núi, nơi chúng có thể ăn mà không lo bị kẻ thù cướp mất. Điều này rất quan trọng trong môi trường núi cao, nơi mà nguồn thức ăn không dễ dàng tìm thấy, và báo tuyết phải bảo vệ những bữa ăn của mình một cách cẩn thận. Chu kỳ sinh sản và nuôi dưỡng con non. Báo tuyết có một chu kỳ sinh sản đặc trưng vào mùa đông và thường sinh sản một lần mỗi năm. Sau khi giao phối, báo cái mang thai trong khoảng 90 đến 100 ngày. Mùa sinh sản của báo tuyết diễn ra vào thời điểm mà môi trường sống ít khắc nghiệt hơn, thường là vào mùa xuân, khi điều kiện thời tiết dễ chịu hơn và nguồn thức ăn dồi dào.
Báo tuyết mẹ sẽ sinh ra từ 1 đến 5 con non trong các hang đá kín đáo, nơi mà chúng được bảo vệ khỏi kẻ thù. Con non khi sinh ra thường mù lòa và rất yếu ớt, chỉ mở mắt sau khoảng 7 đến 9 ngày. Báo mẹ sẽ nuôi con bằng sữa trong vài tuần đầu tiên, trước khi bắt đầu dạy chúng săn mồi và sống sót trong môi trường núi cao khắc nghiệt. Con non sẽ ở lại với mẹ trong khoảng từ 18 đến 22 tháng. Trong thời gian này, chúng học cách săn mồi và thích nghi với cuộc sống đơn độc. Khi đã đủ lớn và tự lập, con non sẽ rời mẹ để bắt đầu cuộc sống của riêng mình. Những mối đe dọa đối với sự tồn tại của báo tuyết. Mặc dù là loài săn mồi mạnh mẽ và thích nghi tốt với môi trường sống khắc nghiệt, báo tuyết vẫn phải đối mặt với nhiều mối đe dọa đến từ hoạt động của con người. Một trong những mối đe dọa lớn nhất là sự mất mát môi trường sống. Việc con người khai thác tài nguyên, xây dựng các công trình hạ tầng và khai thác mỏ đã làm giảm diện tích môi trường sống tự nhiên của báo tuyết, khiến chúng mất đi những nơi săn mồi và sinh sản quan trọng. Ngoài ra, sự suy giảm số lượng con mồi tự nhiên do săn bắt quá mức và biến đổi khí hậu cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh tồn của báo tuyết. Khi không có đủ nguồn thức ăn, báo tuyết buộc phải săn bắt gia súc của người dân, dẫn đến xung đột giữa con người và loài động vật này. Trong nhiều trường hợp, báo tuyết bị người dân giết hại để bảo vệ gia súc của mình. Việc săn bắt báo tuyết để lấy lông và xương cũng là một mối đe dọa lớn. Lông của báo tuyết được coi là một trong những loại lông đắt giá nhất trong thị trường chợ đen, trong khi xương của chúng được sử dụng trong y học cổ truyền ở một số nước châu Á. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực để ngăn chặn việc buôn bán trái phép này, nhưng các hoạt động săn bắt và buôn bán vẫn tiếp tục diễn ra, đẩy báo tuyết đến bờ vực tuyệt chủng. Nỗ lực bảo tồn báo tuyết. Trước những thách thức mà báo tuyết đang phải đối mặt, nhiều tổ chức bảo tồn quốc tế và địa phương đã hợp tác để bảo vệ loài động vật quý hiếm này. Một trong những tổ chức đi đầu trong việc bảo tồn báo tuyết là Snow Leopard Trust. Tổ chức này đã thực hiện nhiều chương trình nghiên cứu và bảo tồn trong hơn 30 năm qua. Một trong những chiến lược bảo tồn hiệu quả là hợp tác với cộng đồng địa phương để giảm xung đột giữa người và báo tuyết. Các tổ chức bảo tồn đã giúp người dân phát triển các giải pháp thay thế bền vững cho việc chăn nuôi gia súc, bao gồm du lịch sinh thái và phát triển kinh tế cộng đồng.